Nga tuyên bố sẵn sàng thảo luận về việc Ukraine đầu hàng vô điều kiện. Truyền thông Ukraine công bố video quân đội Kiev chặn đứng đoàn xe bọc thép Nga, bắn nổ 20 phương tiện. Nga tung video phục kích nhóm đặc nhiệm Ukraine đổ bộ kiểm soát đảo ở Kherson. Vũ khí nguy hiểm hơn kiên gian của Nga phá hủy nhà máy điện lớn nhất Kiev. Nga bắt đầu ra tay với các quốc gia không thân thiện, một quốc gia châu Âu dính đòn. Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho biết phương Tây phải chuẩn bị cho các cuộc thảo luận về việc Ukraine đầu hàng vô điều kiện trong tương lai gần. Ông Nebenzia tuyên bố, sắp tới, chủ đề duy nhất của bất kỳ cuộc họp quốc tế nào về Ukraine sẽ là sự đầu hàng vô điều kiện của chế độ Kiev. Tôi khuyên tất cả các bạn nên chuẩn bị trước cho điều này. Theo đại sứ Nebenzia, những nỗ lực của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình của nước này có thể chỉ gây hoang mang. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết, nước này sẽ không tham gia cuộc họp theo kế hoạch hòa bình của ông Zelensky, dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 15-16 tháng 6. Bà Zakharova nói, Nga không có ý định tham gia một hội nghị như vậy, ngay cả khi được mời chính thức. Diễn đàn này sẽ được dành riêng để quảng bá công thức Zelensky tối hậu thư, mặc dù các nhà tổ chức Thụy Sĩ vờ rằng họ đang tìm kiếm một mẫu số chung trong sáng kiến hòa bình của các quốc gia khác nhau. Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova cũng nói thêm rằng, Thụy Sĩ đã mất đi vị thế trung lập của một nền tảng đàm phán. Bà lưu ý các nước phương Tây không cần hòa bình mà chỉ cần một lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Trước đó, thành viên Quốc hội bang Geneva Guy Methan đã cho rằng một hội nghị hòa bình về Ukraine mà không có sự tham gia của Nga sẽ là vô lý và mâu thuẫn với chính ý tưởng về hòa bình vì cả hai bên đều cần tham gia vào hội nghị để giải quyết xung đột. Ngày 11 tháng 4, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã công bố video tập kích xuồng của đặc nhiệm Ukraine trong lúc lực lượng này đang tìm cách đổ bộ lên đảo ở tỉnh Kherson. Theo FSB thông báo, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã cùng Bộ Quốc phòng chặn đứng cuộc đổ bộ của các nhóm phá hoại thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine lên đảo Tendrovskaya ở vùng Kherson. Theo đó, video quay bằng camera ảnh nhiệt do FSB chia sẻ cho thấy máy bay không người lái của Nga đã thả đầu nổ xuống một chiếc xuồng đứng yên trên mặt nước, tạo ra vụ nổ lớn. FSB nhấn mạnh, lực lượng đổ bộ Ukraine đã bị hạ gục trong cuộc giao tranh. Ngoài ra, FSB cho biết đã bắt sống một thành viên trong nhóm biệt kích được xác định là binh sĩ cấp cao, tên Yevhen Horin. Trong video khác do FSB đăng, Horin kể lại quá trình bản thân được huấn luyện ở Anh để chuẩn bị cho một nhiệm vụ đặc biệt, cũng như về các bước chuẩn bị của nhóm biệt kích trước khi đổ bộ lên đảo Tendrovskaya, thêm rằng hoạt động này được tiến hành dưới sự giám sát của đặc nhiệm Hải quân Anh SBS. SBS tuyên bố rằng Horin, thành viên của nhóm đổ bộ đã cung cấp bằng chứng về sự can dự trực tiếp của SBS trong việc lên kế hoạch thực hiện hành động gây hại cho an ninh Nga, cũng như đào tạo các đặc nhiệm Ukraine trên lãnh thổ Anh. Cơ quan này nói đã biết trước thông tin về kế hoạch đổ bộ của lực lượng Ukraine, nên kịp thời tổ chức chiến dịch đánh chặn. Bộ Quốc phòng Anh Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Đảo Tendrovskaya có diện tích 38 km2, nằm ở khu vực phía tây nam tỉnh Kherson và tây bắc Biển Đen. Kiểm soát được đảo này sẽ giúp Ukraine có thể phát động tấn công nhằm vào các khu dân cư ven biển ở Kherson cũng như bán đảo Crimea. Từ đầu năm đến nay, dường như đây là lần thứ hai Kiev mở chiến dịch đổ bộ nhằm vào đảo Tendrovskaya. Trước đó, giới chức Nga ngày 29 tháng 2 năm 2024 thông báo đã phát hiện và phá hủy 4 xuồng cao tốc của Trung tâm Tác chiến Hàng hải đặc biệt số 73 Ukraine đang tìm cách đổ bộ lên đảo, hạ tổng cộng 25 biệt kích, một chiếc xuồng Ukraine đã kịp rút lui. Truyền hình quân đội Nga sau đó công bố hình ảnh phỏng vấn đặc nhiệm Ukraine duy nhất sống sót trong chiến dịch. Người này cho biết nhóm đổ bộ đã phối hợp không tốt và hứng hỏa lực dữ dội từ Nga khi tiếp cận đảo Tendrovskaya dẫn tới thương vong lớn. Quân đội Ukraine sau đó xác nhận một số thành viên của trung tâm số 73 đã thiệt mạng khi giao tranh với lực lượng Nga. Song không nêu địa điểm xảy ra vụ đụng độ. Kiev cũng khẳng định các binh sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ, thêm rằng họ đã bám trụ tới phút cuối cùng trong quá trình sơ tán lực lượng chủ lực. Ngày 10 tháng 4, trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ và Tư lệnh Đồng minh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, tướng Christopher Cavoli cho biết, không quân Nga chỉ mất 1/10 phi đội, trong khi nhiều năng lực quân sự của Moscow hầu như không bị ảnh hưởng sau hơn 2 năm xung đột ở Ukraine.
ông Cavoli nói. Chúng tôi không thấy tổn thất đáng kể về không quân, đặc biệt là các đội bay chiến lược và tầm xa của họ. Các lực lượng chiến lược, không quân tầm xa, năng lực mạng, năng lực không gian và năng lực tác chiến điện tử của Nga không hề mất đi. Lực lượng không quân Nga đã mất một số máy bay, nhưng chỉ mất khoảng 10% phi đội của họ. Tuyên bố của tướng Mỹ dường như đi ngược lại với nhận định của Ukraine về tổn thất của Nga. Các quan chức Kiev đã nhiều lần tuyên bố rằng Ukraine gây ra thiệt hại lớn cho Nga sau các cuộc tấn công. Tuy vậy, sau hơn 2 năm xung đột, Nga cũng phải chịu một số tổn thất cả về nhân lực và khí tài quân sự. Theo tướng Cavoli, Nga đã mất hơn 2.000 xe tăng trong cuộc chiến ở Ukraine. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế, Celeste Wallander cho biết chiến dịch quân sự tại Ukraine đã khiến Nga tiêu tốn 211 tỷ đô la Mỹ để trang bị, triển khai và duy trì lực lượng chiến đấu ở Ukraine. Tuy nhiên, Nga đã nỗ lực tái thiết quân đội và mua thêm máy bay không người lái cũng như tên lửa đạn đạo từ các nước đối tác. Ông Cavoli cho biết thêm. Cứ sau vài ngày, Nga lại tiến hành các cuộc tấn công quy mô rất lớn theo đúng tốc độ sản xuất của họ. Họ sản xuất, tích lũy và tiến hành tấn công quy mô lớn. Theo tướng Mỹ, trong ngắn hạn, Nga đã cố gắng tìm cách giành lợi thế ở Ukraine trong một cuộc chiến tiêu hao sinh lực, mặc dù khả năng tích hợp năng lực trên không, trên bộ và trên biển của Nga cũng có những hạn chế. Trong khi viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine vẫn đang gặp trở ngại tại Quốc hội Mỹ, Nga đang sử dụng máy bay không người lái tấn công một chiều và tên lửa tầm xa để áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine. Nga đang bắn số lượng đạn pháo nhiều gấp 5 lần so với Ukraine và lợi thế của Moscow sẽ tiếp tục tăng lên nếu không có nguồn cung quân sự mới từ Mỹ cho Kiev, tướng Cavoli nhận định. Tỷ lệ bắn đạn pháo của Nga sẽ gấp 10 lần Ukraine sau vài tuần nữa, chúng tôi không phóng đại. Về lâu dài, Nga đang nỗ lực phát triển năng lực toàn diện của mình. Nước này đã đổ nguồn lực và năng lực hạt nhân, đồng thời tìm cách mở rộng lực lượng lục quân trong năm tới. Để làm được điều này, Nga đã tăng độ tuổi nhập ngũ cao nhất từ 27 lên 30 và mở rộng số lượng quân nhân tiềm năng thêm 2 triệu người. Tướng Cavoli nói với các nhà lập pháp rằng Nga cũng đang lên kế hoạch tái cơ cấu lực lượng lục quân để có thể triển khai các đội hình mới ở Ukraine và đối phó với Phần Lan. Ông nói thêm, Nga đang tái lập lực lượng nhanh hơn nhiều so với ước tính ban đầu của chúng tôi. Quân đội Nga hiện nay đã lớn hơn 15% so với thời điểm bắt đầu xung đột. Theo ông Cavoli, mặc dù hải quân Nga đã chịu tổn thất đáng kể ở Biển Đen, phần còn lại của lực lượng hải quân Nga vẫn còn nguyên vẹn và hoạt động hải quân trên toàn thế giới của Nga đang ở mức cao nhất. Ukraine đã đạt được một số tiến bộ đáng kể trước lực lượng không quân Nga, bao gồm việc bắn hạ ít nhất 2 máy bay chỉ huy và điều khiển A-50 của Nga. Tuy nhiên, máy bay Nga nhìn chung đã thích nghi bằng cách tránh xa khu vực giao tranh với lực lượng phòng không của Ukraine, trong đó có nhiều hệ thống phòng không được phương Tây cung cấp. Các tiêm kích F-16 được sản xuất bởi Mỹ sẽ mang lại khả năng lớn hơn cho lực lượng không quân Ukraine, nhưng Kiev phải đợi vài tháng nữa mới có thể tiếp nhận chúng. Dựa vào vũ khí tầm xa, máy bay ném bom của Nga đã tránh xa hệ thống phòng không của Ukraine. Khi máy bay chiến đấu của Nga mạo hiểm tiến vào không phận Ukraine, họ đã điều chỉnh chiến thuật của mình và Ukraine cũng đã làm như vậy. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISB mới đây nhận định, sức mạnh của hệ thống phòng không Ukraine đang giảm dần dẫn đến chiến thắng chậm, nhưng tự tin của Liên bang Nga trên khắp các mặt trận. Theo ISB, phạm vi bao phủ của lực lượng phòng không Ukraine đang ngày càng thu hẹp, với việc bố trí rải rác và không nhất quán dọc theo mặt trận. Điều này đang góp phần khiến Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng bom lượn, có điều khiển và không điều khiển. Nhờ lợi thế từ các cuộc không kích, lực lượng mặt đất của Nga đã làm suy yếu đáng kể các vị trí tiền phương của Ukraine. Hiện nay, Nga đang tích cực tấn công và đạt được các thắng lợi một cách chậm, nhưng chắc chắn. Các chuyên gia của ISW nhắc lại rằng, quân đội Nga đã sử dụng bom lượn để tạo ra bước ngoặt mang tính chiến thuật quan trọng trong quá trình đánh chiếm Avdiivka vào giữa tháng 2. Theo các nhà phân tích quân sự, lực lượng của Moscow dường như đang tái sử dụng chiến thuật này trong các hoạt động tấn công gần Chasovia. Các cuộc tấn công của Nga đã buộc Ukraine phải đối mặt với những quyết định khó khăn giữa việc cung cấp phòng không để bảo vệ các khu vực đông dân cư ở hậu phương và các khu vực tác chiến ở tiền tuyến. Nga dường như đang lợi dụng việc phòng không của Ukraine đã xuống cấp để cố gắng phá vỡ mạng lưới năng lượng và hạn chế tiềm năng sản xuất công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 11 tháng 4 của ISW như sau. Thứ nhất, đêm ngày 10, rạng sáng ngày 11 tháng 4, quân đội Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn khác vào Ukraine, gây thiệt hại đáng kể và có thể để lại hậu quả lâu dài cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Thứ hai, theo Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, Kiev cần thêm tổ hợp phòng không Patriot để bảo vệ cả khu vực đông dân cư và vùng tiền tuyến. Thứ ba, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật huy động mới. Đây là một bước quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề nhân sự của Ukraine, trong bối cảnh các đơn vị bảo vệ tiền tuyến của họ ngày càng thiếu nhân lực. Thứ tư, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ EUCOM và Tư lệnh Đồng minh Tối cao Châu Âu SACEUR
tướng Christopher Cavoli cho biết, EUCOM và NATO đang tăng cường khả năng ứng phó với mối đe dọa thường trực mà Nga đặt ra đối với sự ổn định toàn cầu và an ninh châu Âu, với hy vọng ngăn chặn sự gây hấn của Nga trong tương lai nhằm vào NATO. Thứ năm, Ukraine và Latvia đã ký một thỏa thuận an ninh song phương, trong đó cung cấp cam kết và hỗ trợ an ninh lâu dài của Latvia đối với Ukraine. Thứ sáu, chính quyền Nga đã tiến hành một hoạt động chống tấn công và được cho là đã loại bỏ hai nghi phạm tấn công tại Cộng hòa Kabardino-Balkaria. Thứ bảy, quân đội Nga gần đây đã có những bước tiến được xác nhận gần Kremlinaya, về phía Chasovia phía tây Bakhmut và ở khu vực biên giới hành chính của vùng Donetsk và Zaporizhia. Thứ tám, báo đối lập Nga lưu vong Novaya Gazeta đưa tin, các tòa án Nga đã giảm án cho hơn một nửa số vụ án hình sự chống lại các cựu chiến binh Nga và quân nhân tại ngũ liên quan đến nghĩa vụ quân sự của họ ở Ukraine. Ngày 11 tháng 4, chuyên gia quân sự của tờ Bild của Đức, ông Julian Röpke cho biết Ukraine trên thực tế đã cạn kiệt nguồn dự trữ tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot, Iris-T cũng như các hệ thống phòng không khác. Ông Röpke nói, Ukraine đã hết tên lửa Patriot và Iris-T. Ngoài ra, hầu hết các kho vũ khí phòng không khác đều cạn kiệt hoặc bị phá hủy. Theo chuyên gia Röpke, ông đã cảnh báo điều này trong vài tuần trước, đồng thời nói thêm rằng các nước phương Tây có hàng trăm hệ thống và hàng nghìn tên lửa mà Ukraine cần trong kho của họ. Nhà quan sát quân sự đưa ra kết luận này sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công tổng hợp quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine rạng sáng ngày 11 tháng 4. Trong những tuần gần đây, quan chức chính phủ và quân đội Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các nước phương Tây cung cấp hệ thống phòng không trong bối cảnh Nga đã tăng cường không kích ồ ạt vào lưới điện của nước này. Patriot do tập đoàn Raytheon của Mỹ phát triển được đưa vào phục vụ trong quân đội Mỹ từ cuối năm 1981. Hệ thống được thiết kế để chống lại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay. Hệ thống phòng không này bao gồm bệ phóng, trạm điều khiển và mang theo tối đa 16 tên lửa. Tên lửa có chiều dài 5,21 m, trọng lượng 312 kg, được trang bị một động cơ kép xung lực, có thể loại bỏ tên lửa đang bay tới ở độ cao 40 km với tốc độ bay đạt Mach 5. Trong khi đó, Iris-T là hệ thống tên lửa tầm trung, được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cũng như máy bay phản lực, trực thăng và máy bay không người lái. Iris-T có hai chế độ bắn, khóa trước khi phóng và khóa sau khi phóng, cho phép đánh chặn hiệu quả mục tiêu tại mọi góc độ trong nhiều điều kiện giao tranh. Phiên bản SLM cho phép bắn trúng mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 40 km, còn với phiên bản SLS ngắn hơn khoảng 25 km. Mới đây, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho hai đơn vị nhà nước là Tập đoàn Vũ trụ Roscosmos và Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Rosatom phân bổ kinh phí cho việc tạo ra năng lượng hạt nhân vũ trụ trước ngày 15 tháng 6 tới. Thông tin trên do TASS, một hãng thông tấn nhà nước của Liên bang Nga đăng tải và được đưa ra sau cảnh báo của người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby rằng Nga đang phát triển năng lực chống vệ tinh có thể được triển khai trong không gian. Mặc dù vào thời điểm đó, ông Kirby không xác nhận liệu vũ khí chống vệ tinh có bất kỳ thành phần hạt nhân nào hay không, nhưng ABC News đưa tin tình báo Mỹ phát hiện Nga đang tìm cách đưa vũ khí hạt nhân vào không gian để sử dụng chống lại vệ tinh. Một quan chức Mỹ cũng nói với tờ The Washington Post rằng Moscow đang thử nghiệm cách sử dụng vụ nổ hạt nhân hoặc các phương pháp khác để bắn hạ vệ tinh. Theo tạp chí Newsweek ngày 12 tháng 4, chỉ thị mới của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về năng lượng hạt nhân vũ trụ không có bất kỳ đề cập nào đến vũ khí hạt nhân hoặc thiết bị chống vệ tinh. Tuy nhiên, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby hồi tháng 2 nói rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào trong không gian sẽ vi phạm hiệp ước kéo dài hàng thập kỷ. Hiệp ước mà Kirby nhắc đến là một thỏa thuận được Mỹ và Liên Xô cũ ký năm 1967, cấm bố trí vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác trong không gian. Trước đó, ngày 28 tháng 2 năm 2023, hơn một năm sau khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật đình chỉ việc tham gia vào Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược New START. Đây là hiệp ước cuối cùng còn lại với Mỹ nhằm hạn chế kho vũ khí hạt nhân. Việc Nga ngừng tham gia New START được Tổng thống Putin tuyên bố hôm 21 tháng 2 năm 2023. Trong thông điệp liên bang đọc trước Quốc hội, vì Moscow không có cơ hội tiến hành các cuộc thanh sát chính thức theo thỏa thuận này. Trong bản tin đưa ra hôm 11 tháng 4, TASS lưu ý rằng các mệnh lệnh gần đây của Tổng thống Putin được đưa ra sau cuộc họp với các bộ trưởng nội các Nga. Tại đó họ được chỉ thị bắt đầu từ năm 2024.
Ngân sách liên bang sẽ phân bổ số tiền cần thiết để thực hiện các biện pháp phục vụ cho dự án phát triển năng lượng hạt nhân vũ trụ ở Nga. Tổng thống Liên bang Nga nói thêm rằng chính phủ nên đặc biệt chú ý đến việc thực hiện các biện pháp phát triển cơ sở khoa học và kỹ thuật hiện có trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vũ trụ. Tháng trước, ông Putin đã nói về việc đưa một tổ máy điện hạt nhân vào không gian là ưu tiên hàng đầu của Nga. Ngày 10 tháng 4, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã phê duyệt các biện pháp hỗ trợ những công ty tham gia vào quá trình tái thiết ở Ukraine, tập trung vào các khoản tài trợ, mức lãi suất ưu đãi và cũng như bảo đảm mức đầu tư. Theo thông báo của chính phủ nước này, các biện pháp mới nhất là một phần trong nỗ lực nhằm tìm kiếm một Ukraine ổn định, dân chủ và thịnh vượng về kinh tế là vì lợi ích của Đức và châu Âu. Viện trợ tái thiết của Berlin cũng nhằm mục đích hỗ trợ các cải cách để Kiev gia nhập Liên minh châu Âu, EU. Hiện tại, chính phủ Đức đang làm việc với phía Ukraine để đề xuất thành lập một tổ chức tương tự như Ngân hàng Tái thiết Đức KfW nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết đất nước của Tổng thống Volodymyr Zelensky tốt nhất. Chính phủ Đức tuyên bố chỉ riêng quỹ công là không đủ, do đó trọng tâm là cần sự chung tay nhiều hơn của khu vực tư nhân vào quá trình tái thiết và hiện đại hóa Ukraine. Sáng kiến này dự kiến được đưa ra trước hội nghị tái thiết Ukraine lần thứ 3, diễn ra vào tháng 6 tại Berlin. Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức đưa ra một báo cáo gồm 15 điểm nhằm mục đích huy động khu vực tư nhân để tái thiết Ukraine. Tuy nhiên, những người thân cận với chính phủ Đức cho biết, hội nghị tại Berlin sẽ nêu bật 4 khía cạnh của công cuộc tái thiết. Ngoài việc đào tạo công nhân, hỗ trợ cho các thành phố và cộng đồng của Ukraine, việc sáp nhập EU cũng sẽ là vấn đề nổi bật. Giữa tháng 2 năm 2024, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ước tính 486 tỷ đô la Mỹ là con số ước tính để tái thiết Ukraine trong 10 năm, tăng từ mức 411 tỷ đô la Mỹ được đưa ra hồi tháng 3 năm 2023. Ngân hàng Thế giới WB cho biết mức 486 tỷ đô la Mỹ là con số ước tính trong giai đoạn từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đồng thời cũng định lượng thiệt hại về vật chất đối với các tòa nhà, cơ sở hạ tầng khác, sự tác động đến cuộc sống, sinh kế của người dân và chi phí để tái xây dựng. Trong khi đó, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu EBRD thì cho rằng có thể tốn hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ tiền từ khu vực công và tư nhân để xây dựng lại đất nước Ukraine. Cũng trong tháng 2 năm 2024, Hội đồng Liên minh châu Âu EU thông qua quyết định về việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine. Hội đồng EU cho biết, động thái này mở đường để EU quyết định về việc có thể thiết lập một khoản đóng góp tài chính cho ngân sách EU được thu được từ lợi nhuận ròng này để hỗ trợ Ukraine, cũng như dành cho quá trình phục hồi và tái thiết của nước này ở giai đoạn sau. EU ước tính Kiev sẽ nhận được khoảng 15 tỷ euro, tương đương 16-17 tỷ đô la Mỹ khoản lãi từ tài sản phong tỏa của Moscow trong 4 năm tới. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine Irina Mudra cho hay, theo chương trình đánh giá nhu cầu và thiệt hại nhanh lần thứ 3, chi phí cho các nỗ lực tái thiết Ukraine sau xung đột quân sự với Nga ước tính khoảng 486,2 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2023. Bà Mudra đánh giá, do vậy, hơn 300 tỷ đô la Mỹ tài sản có chủ quyền của Nga đã bị đóng băng trên toàn cầu vẫn còn ít hơn nhiều so với số tiền mà chúng tôi cần cho mục đích phục hồi. Quan chức tư pháp Ukraine cho rằng, không công bằng khi đặt gánh nặng tái thiết và cam kết hỗ trợ lên người dân và các đối tác quốc tế trong khi tài sản bị phong tỏa của Nga vẫn còn nguyên trong tài khoản ngân hàng. Bà Irina Mudra nhấn mạnh, việc tịch thu tài sản Nga bị phong tỏa sẽ thể hiện quyết tâm của cộng đồng thế giới, không chỉ ủng hộ Kiev mà còn để bảo vệ trật tự thế giới. Giống như phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelensky về nguồn lực tài chính cho Ukraine tiếp tục gây sức ép lên Quốc hội Mỹ, rằng Kiev sẽ thua nếu Washington không hành động, đề cập gói viện trợ bổ sung trị giá 60 tỷ đô la Mỹ vẫn chưa được cơ quan lập pháp nền kinh tế số 1 thế giới thông qua. Nhưng vấn đề không dễ dàng như vậy. Hiện tại, tài sản Nga vẫn nằm im trong túi các ngân hàng phương Tây và chưa có quyết định cuối cùng về việc sẽ sử dụng khoản tiền khổng lồ đó như thế nào. Về phía Ukraine, đất nước Đông Âu đang phải vật lộn để có được viện trợ, chưa nói đến việc xây dựng lại đất nước. Một bước đột phá xảy ra vào đầu tháng 2 vừa qua, khi Hungary ngừng phản đối gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro của EU. Trên thực tế, các doanh nghiệp đang thực hiện một số công việc để duy trì hoạt động của đất nước, cũng như chuẩn bị cho công cuộc tái thiết. Đơn cử như các công ty năng lượng Ukraine đã khắc phục cơ sở hạ tầng bị hư hại và công ty nông nghiệp khôi phục các hầm chứa, tuyến đường trung chuyển. Nhà sản xuất thép lớn nhất nước này, Metivet BV ước tính, một khi quá trình tái thiết quy mô lớn bắt đầu, sẽ cần khoảng 3,5 triệu tấn thép để khôi phục nhà ở và cơ sở hạ tầng xã hội trong vòng 5 đến 10 năm.
Doanh nghiệp này cho biết họ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đó. Các công ty Đức cũng theo chính phủ hỗ trợ song phương cho Ukraine. Trong tháng 2 vừa qua, Tập đoàn Quốc phòng Rheinmetall AG công bố kế hoạch thành lập một liên doanh ở Ukraine để sản xuất loại đạn pháo 155mm đang có nhu cầu cao. Nhà sản xuất vật liệu xây dựng Fisit đã xây dựng một địa điểm sản xuất mới ở phía tây Ukraine, trong khi công ty hóa chất Bayer AG cũng công bố đầu tư vào sản xuất hạt giống. Trong khi đó, Wagner Biro Bridge System, một công ty của Áo chuyên sản xuất cầu vượt bằng thép bắc qua sông và thung lũng, đã bắt đầu sản xuất tại một địa điểm ở phía tây Ukraine. Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ không đứng ngoài cuộc. Hồi đầu năm nay, Bộ trưởng Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Bolat cho biết các nhà thầu xây dựng của đất nước đã hoàn thành 70 dự án ở Ukraine trong 2 năm xung đột trị giá khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Công ty lớn nhất trong số họ, tập đoàn ONU đang sửa chữa những cây cầu bị hư hại, chẳng hạn như cầu ở Irpin ở ngoại ô Kiev. Hợp tác với tập đoàn Samsung C&T của Hàn Quốc, tập đoàn ONU cũng đang xây dựng các bệnh viện di động ở Ukraine. Công ty muốn tiếp tục tái phát triển sân bay quốc tế Dnipro cùng với một số dự án đường cao tốc. Điều phối viên chung của công ty ở Ukraine, Emre Karametoglu, cho biết: "Chúng tôi có hơn 4.000 thiết bị máy móc ở đây và chúng tôi cam kết với Ukraine và chưa bao giờ cân nhắc việc từ bỏ." Những minh chứng nói trên cho thấy bằng cách này hay cách khác, vẫn có những nỗ lực ngầm nhằm vực dậy một đất nước đang bị xung đột làm tổn thương. Mới đây, tờ Ukraine Pravda đưa tin, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Josep Borrell cho biết, ông mong đợi những quyết định táo bạo dành cho Ukraine từ cuộc họp chung của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng EU vào ngày 22 tháng 4 tới, đặc biệt là về việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông Borrell nói, chỉ lời nói thôi sẽ không ngăn được ông Putin, chúng ta phải cung cấp thêm hỗ trợ quân sự. Hôm nay, tôi đã viết thư cho các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng EU trước cuộc họp của Hội đồng Ngoại giao vào ngày 22 tháng 4. Chúng ta phải tăng tốc và mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông nói thêm rằng, EU nên cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không để đánh chặn tên lửa Nga, bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng. Ông Borrell cam kết, Ukraine cần các tổ hợp tên lửa phòng không. Chúng tôi đang thực hiện rất nhiều. Có 31 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine, và chúng tôi đang hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của mình tăng cường sản xuất tên lửa và đạn dược ở châu Âu. Chúng tôi sẽ làm nhiều hơn nữa. Ông nói thêm, tôi mong đợi những quyết định táo bạo tại cuộc họp chung của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng EU vào ngày 22 tháng 4 với Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov. EU sẽ hỗ trợ Kiev bằng tất cả khả năng của mình. Hiện tại, Ukraine đang đứng trước nguy cơ có thể hết tên lửa phòng không nếu Nga tiếp tục chiến dịch ném bom tầm xa dữ dội. Điều này đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo trong cuộc phỏng vấn được phát sóng hồi đầu tháng này. Lời cảnh báo của lãnh đạo Ukraine cho thấy, tình hình mà quân đội nước này đang phải đối mặt sau nhiều tuần bị Nga không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái. Ông Zelensky nói, nếu họ tiếp tục tấn công Ukraine mỗi ngày như cách họ đã làm trong tháng trước, thì chúng tôi có thể hết tên lửa và các đối tác biết điều này. Tổng thống cho biết, Ukraine có đủ kho dự trữ để đối phó ở thời điểm hiện tại, nhưng nước này phải đưa ra sự lựa chọn khó khăn về những gì cần bảo vệ. Ông đặc biệt chỉ ra sự cần thiết của các hệ thống phòng không Patriot và cho biết Ukraine cần 25 hệ thống loại này. Hôm 11 tháng 4, Army Reconnaissance đưa tin, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này ngăn chặn một cuộc tiến công của Nga ở ngoại ô thị trấn Chasovka. Trung tâm báo chí của lữ đoàn số 67 cho biết, quân đội Ukraine đã thành công ngăn chặn đợt tiến công của Nga gần Chasovka, đồng thời bắn nổ 20 xe bọc thép các loại của đối thủ. Trong thời gian qua, Chasovka đã trở thành điểm nóng tại vùng Donbass khi Nga liên tục triển khai một lượng lớn xe tăng và xe bọc thép nhằm tiến vào thị trấn này. Chasovka là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine trong bối cảnh Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở cách đó không xa. Để đối phó với các cuộc tiến công của Nga, quân đội Ukraine đã thiết lập một hệ thống phòng thủ nằm trên một cây cầu quan trọng ở phía nam Chasovka. Moscow đang cố gắng phá hủy cây cầu này bằng UAV mang chất nổ, nhưng Ukraine hiện vẫn đang giữ được công trình quan trọng này. Theo truyền thông Ukraine, Tổng tư lệnh Zelensky đang xem xét khả năng điều lữ đoàn xung kích Azov số 3 từ Avdiivka về tăng viện cho Chasovka. Bên cạnh đó là kế hoạch bổ sung thêm lực lượng từ tiền tuyến Zaporizhia. Ngày 11 tháng 4, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, Nga đã triển khai 20 tên lửa hành trình phóng từ oanh tạc cơ chiến lược, 6 quả đạn siêu vật âm Kinzhal, 12 tên lửa phòng không hoán cải S-300, cùng 40 máy bay không người lái UAV cảm tử tiến hành đòn tập kích quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng của nước này. Một trong những mục tiêu bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc tập kích là nhà máy điện Chipinska có công suất 1.800 MW, cơ sở năng lượng lớn nhất tại khu vực tỉnh Kiev, cung cấp điện cho tỉnh này và khu vực Cherkasy,
Zhytomyr. Các trạm biến áp và nhà máy sản xuất điện ở tỉnh Odessa, Kharkov, Zaporizhia và Lviv cũng trúng tên lửa UAV Nga. Tờ Defense Express của Ukraine dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, những mảnh vỡ tên lửa được tìm thấy ở nhà máy nhiệt điện Tripilska cho thấy lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa hành trình KH-69 để tấn công cơ sở này. Báo Ukraine nhận xét, có những dữ liệu cho thấy tên lửa KH-69 đã tầm bắn 400 km, vượt xa mức ước tính 300 km trước đây. Đây là loại vũ khí đáng sợ hơn tên lửa siêu vật âm Kinzhal, dù chỉ được lắp đầu đạn nhỏ, tốc độ cận âm và tầm bắn kém hơn. Nguồn tin của Defense Express cho rằng, tên lửa KH-69 Nga đã xuyên thủng lưới phòng không đang cạn kiệt đạn dược của Ukraine. Người này cho hay, nó được phóng từ tiêm kích chiến thuật thay vì oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS và chiến đấu cơ hạng nặng MiG-31K, khiến lực lượng phòng thủ khó phát hiện và chuẩn bị phương án đối phó hơn. Tầm bắn 400 km của KH-69 giúp máy bay Nga tấn công loạt mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Ukraine, trong khi vẫn hoạt động ở cách tiền tuyến 50-70 km, ngoài tầm bắn của phần lớn hệ thống phòng không đối phương. Tờ báo cho hay, gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine chỉ trừ tỉnh Zakarpattia sẽ nằm trong tầm bắn của KH-69 nếu tiêm kích Nga hoạt động trong không phận Belarus. Đây không phải lần đầu tiên tên lửa KH-69 được sử dụng tại Ukraine. Giữa tháng 2 năm 2024, tài khoản War Home ủng hộ quân đội Ukraine đã công bố hình ảnh mảnh vỡ cánh đuôi tên lửa, cho biết đây là một phần của tên lửa hành trình KH-69 Nga bị bắn hạ trong đòn tập kích dữ dội nhằm vào Ukraine ngày 7 tháng 2 năm nay. Dự án KH-69 có nền tảng là tên lửa hành trình chiến thuật KH-59MK2, được phát triển bởi công ty Raduga thuộc tập đoàn tên lửa chiến thuật KRTV của Nga. Phần vỏ tên lửa chuyển từ hình trụ tròn sang hình hộp thang, cặp cánh nâng và bốn cánh lái ở đuôi cũng được gấp gọn. Động cơ tua bin phản lực được giấu vào đuôi tên lửa thay vì nằm dưới thân như mẫu KH-59MK2 nguyên bản. Những cải tiến này cho phép tên lửa nằm gọn trong khoang vũ khí của tiêm kích tàng hình Su-57, các chiến đấu cơ khác trong biên chế Nga như MiG-29K, Su-30, Su-34 và Su-35S cũng có thể sử dụng đạn KH-69. Quả đạn được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh để bay tới khu vực mục tiêu, sau đó sử dụng cảm biến quang, điện tử có khả năng so sánh ảnh quang học kỹ thuật số DSMAC để lao trúng đích. Tổ hợp DSMAC của KH-59MK2 dường như được lấy từ tên lửa hành trình chiến lược KH-555, cho phép đánh trúng mục tiêu trong bán kính 3-5m. Cuối năm ngoái, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS có trụ sở tại Anh mô tả KH-69 là tên lửa hành trình đối đất được phóng từ máy bay, tương tự mẫu Storm Shadow, Scud EG của Anh, Pháp và Taurus KEPD-350 Đức chế tạo. Đầu năm 2023, giới chuyên gia phương Tây nhận định KH-69 đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng hoặc đã bắt đầu dây chuyền sản xuất. Trong đòn tập kích hôm 11 tháng 4, tiêm kích Nga còn phóng 4 tên lửa chiến thuật KH-59 từ hướng tỉnh Zaporizhia nhằm vào các mục tiêu ở miền trung Ukraine. Không quân Ukraine cho hay, lực lượng phòng không bắn hạ 39 UAV cảm tử, 16 tên lửa hành trình KH-101-555 và 2 quả đạn KH-59. Tuy nhiên, không quân Ukraine hiện chưa đề cập đến tên lửa KH-69. Chính phủ Berlin mới đây đã công bố danh sách gói hỗ trợ quân sự tiếp theo cho Ukraine. Theo đó, Berlin gửi khoảng 6.000 quả đạn pháo cho Kiev, đủ để Ukraine sử dụng hết trong vòng 3 ngày, trong khi Nga bắn hơn 10.000 quả mỗi ngày. Theo nhận xét của giới truyền thông, tài liệu liệt kê các loại vũ khí và đạn dược chỉ được mô tả một cách ngắn gọn, cho thấy sự ủng hộ của Đức đối với lực lượng vũ trang Ukraine đã giảm đi đáng kể. Bên cạnh đó, Berlin cũng có kế hoạch gửi một số phương tiện giả phá bom mìn trên mặt đất, 30 hệ thống chống máy bay không người lái UAV và một xe đặc chủng Warthog có khả năng di chuyển trên mọi địa hình. Danh sách cũng bao gồm 30 máy bay không người lái trinh sát RQ-35 Heidrun cùng với một số lượng đáng kể vũ khí nhẹ, bao gồm hơn 800 khẩu súng trường tấn công và 1 triệu viên đạn. Điều đáng chú ý trong danh sách này là Đức chỉ sẵn sàng cung cấp 6.000 quả đạn pháo Calibre 155mm cho lực lượng vũ trang Ukraine. Theo thực tế của cuộc xung đột với Nga trong 2 năm qua, số lượng đạn này chỉ đủ cho quân đội Ukraine bắn tối đa trong vòng 3 ngày, trong điều kiện chiến đấu căng thẳng. Theo bình luận của truyền thông, nội dung của gói viện trợ quân sự mới nhất nhấn mạnh sự bất lực của các đồng minh của Ukraine trong việc thực hiện cam kết cung cấp hàng trăm nghìn viên đạn pháo, bất chấp nhiều tuyên bố về tình trạng thiếu hụt đạn pháo nghiêm trọng trong lực lượng vũ trang Ukraine. Gần đây, cơ quan tình báo Đức đã thông báo rằng dự trữ đạn pháo của quân đội Ukraine sẽ cạn kiệt vào tháng 6. Số lượng còn lại cũng rất ít và được phân bổ hạn chế cho những khu vực yếu nhất. Sự thiếu hụt đạn pháo đã tạo ra cơ hội cho Nga chiếm ưu thế trên chiến trường. Trong những ngày gần đây,
giới truyền thông cũng chỉ ra rằng tình trạng cạn kiệt đạn pháo như vậy đã buộc Ukraine phải tìm kiếm nguồn cung từ các nguồn khác. Có tin đồn cho biết Kiev đã tiến hành trao đổi lương thực với các quốc gia ở châu Phi để nhận được một số vũ khí và đạn dược cần thiết. Theo đó, các đạn dược được vận chuyển bằng đường thủy và được dỡ hàng tại các cảng biển và sông Ukraine và Romania. Tuy nhiên, chất lượng của những vũ khí này cần phải được cải thiện để đáp ứng được yêu cầu chiến đấu. Mặc dù vậy, trong tình hình hiện tại, chính quyền Kiev không còn có nhiều lựa chọn khác. Giới truyền thông cũng tiết lộ, trong tình hình thiếu hụt đạn dược, số lượng đạn pháo được phân bổ hàng ngày cho lực lượng Ukraine đã giảm xuống chỉ còn 2.000 quả. Trong khi đó, lực lượng Nga lại bắn hơn 10.000 quả đạn mỗi ngày, hoàn toàn áp đảo Ukraine về hỏa lực pháo binh. Gần đây, Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận Nga vượt trội Ukraine về hỏa lực, nhất là hỏa lực pháo binh, vốn có vai trò then chốt trong cuộc xung đột hiện nay. Mỹ là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm 2022, sau khi đã cấp hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine hơn 2 năm qua. Nội bộ Mỹ bất đồng về việc tiếp tục viện trợ cho Kiev. Gói viện trợ hơn 60 tỷ đô la Mỹ do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất vẫn bế tắc tại Quốc hội. Các nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn phản đối tiếp tục hỗ trợ Ukraine, thay vào đó muốn chính quyền ưu tiên hơn cho các vấn đề trong nước như an ninh biên giới. Chính quyền Tổng thống Joe Biden liên tục bày tỏ lo ngại về việc thiếu nguồn viện trợ cho Ukraine. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo sự sống còn của Ukraine đang gặp nguy hiểm và tìm cách thuyết phục các đồng minh rằng Mỹ vẫn duy trì cam kết với Kiev. Ngày 11 tháng 4, trong cuộc gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng về nỗ lực của Thụy Sĩ khi tổ chức cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine mà không mời Nga tham dự. Và ông cũng nhấn mạnh rằng không thể đạt được bất cứ điều gì quan trọng nếu không có sự tham gia của Moscow. Nhà lãnh đạo Nga nói, Thụy Sĩ không mời chúng tôi đến đó vì họ nghĩ rằng chúng tôi không có gì để làm ở đó, nhưng đồng thời họ lại nói không thể quyết định được điều gì nếu không có chúng tôi. Theo hãng thông tấn AP của Mỹ, Tổng thống Putin kế đó cho rằng điều này rất buồn cười. Trước đó, ngày 10 tháng 4, chính phủ Thụy Sĩ thông báo sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế cấp cao vào tháng 6 tới để giúp vạch ra con đường hướng tới hòa bình ở Ukraine. Nước này bày tỏ hy vọng rằng một ngày nào đó Nga có thể tham gia vào tiến trình hòa bình cho Ukraine. Ngoại trưởng Thụy Sĩ sau đó cho biết thư mời tham dự chính thức hội nghị sẽ được gửi đến hơn 100 nước, nhưng không nói rõ liệu có Nga hay không. Nga đã bác bỏ công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó yêu cầu Moscow rút quân, bồi thường cho Ukraine và đối mặt với tòa án quốc tế về hành động của mình. Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẵn sàng đàm phán nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ kế hoạch nào không liên quan đến thực tế. Ông tuyên bố rằng lực lượng Nga đang giữ ưu thế ở Ukraine, đồng thời cho rằng Kiev và phương Tây sớm hay muộn sẽ phải chấp nhận một giải pháp theo các điều kiện của Moscow. Tổng thống Putin cũng bác bỏ các thông tin từ đồng minh phương Tây của Ukraine rằng Nga có kế hoạch tấn công các quốc gia châu Âu khác ngoài Ukraine. Theo người đứng đầu Điện Kremlin, những tuyên bố này chỉ là một cách mà giới cầm quyền phương Tây dùng để giải thích với người dân những khoản tiền đổ vào cuộc chiến ở Ukraine. Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh ở Ukraine chỉ có thể thành công nếu tính đến lợi ích của Moscow. Ông cũng chỉ trích hội nghị do Thụy Sĩ tổ chức là một chiến lược của phương Tây nhằm tăng cường sự ủng hộ quốc tế cho Kiev. Ngày 11 tháng 4, Quốc hội Ukraine đã thông qua một dự luật về huy động quân, trong đó loại bỏ điều khoản cho phép binh sĩ phục vụ đủ 36 tháng, được quyền trở về hậu phương nghỉ ngơi. Dự luật đã được thông qua sau nhiều tháng tranh luận, với tổng cộng 4.296 lần sửa đổi. Dự luật này đã nhận được sự ủng hộ của 283 nghị sĩ trong tổng số 450 thành viên của Quốc hội. Dự luật này bao gồm một loạt các biện pháp nhằm tăng cường năng lực chiến đấu cho quân đội Ukraine, chủ yếu bằng cách làm cho việc trốn nhập ngũ trở nên khó khăn hơn. Sau khi dự luật có hiệu lực, công dân Ukraine thuộc diện nhập ngũ sẽ có 60 ngày để đăng ký nghĩa vụ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống điện tử. Áp dụng hình thức gọi nhập ngũ trực tuyến là một trong số các biện pháp được thực hiện. Những người không đăng ký sẽ bị coi là trốn nhập ngũ. Ngoài ra, nam giới Ukraine cũng bắt buộc phải mang theo giấy tờ đăng ký nghĩa vụ khi ra đường. Dự luật ban đầu có kế hoạch cho phép các binh sĩ phục vụ từ 36 tháng trở lên được về nhà nghỉ ngơi trước khi quay lại tiền tuyến. Nhưng điều khoản này đã bị loại bỏ ở phiên bản cuối, sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Sirky can thiệp. Dự luật không đặt giới hạn về thời gian binh sĩ phục vụ trong quân ngũ, nhưng quy định mức lương cao hơn và thời gian nghỉ phép dài hơn cho họ. Ngoài ra, dự luật cũng yêu cầu chính phủ Ukraine phải đệ trình kế hoạch mới để cải thiện việc luân chuyển quân trong tình trạng thiết quân luật. Ngày 11 tháng 4, hàng chục người vợ và thân nhân của binh sĩ Ukraine đã tụ tập bên ngoài trụ sở Quốc hội để phản đối, yêu cầu phải đặt ra thời hạn phục vụ tối đa để chồng con họ có cơ hội xuất ngũ. Anastasia Bulba, người có chồng đang chiến đấu ở tiền tuyến, nói:
các quân nhân Ukraine không biết khi nào mình có thể quay về với gia đình, những người bảo vệ đất nước và gánh vác nền độc lập quốc gia đã bị lừa dối. Chúng ta nên hiểu rằng việc huy động quân đã thất bại khi binh sĩ không được phép xuất ngũ. Đây là lỗi của giới chức Ukraine chứ không phải của chồng tôi. Một số quân nhân Ukraine cũng tỏ ra giận dữ trước động thái của Quốc hội. Atem là binh sĩ đang phục vụ tại một đơn vị pháo binh Ukraine cho hay. Điều này làm chúng tôi mất tinh thần chiến đấu. Cần phải có dự luật quy định rõ ràng rằng chúng tôi sẽ tại ngũ trong 1, 2 hay 3 năm. Nếu không thì mọi người sẽ mất động lực vì không ai biết mình sẽ phải chiến đấu ở đâu, khi nào và trong bao lâu. Trong khi đó, một vài người khác có thái độ cam chịu hơn. Một thành viên giấu tên của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 Ukraine nói: "Trì hoãn xem xét ấn định thời điểm xuất ngũ là điều bất công. Song thế giới này nói chung cũng có công bằng đâu. Chúng tôi chỉ có thể được cho về nhà nếu các tân binh đã được huấn luyện bài bản. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa rõ khi nào Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ ký duyệt dự luật. Hồi tháng 5 năm ngoái, Quốc hội Ukraine đã thông qua kế hoạch hạ tuổi huy động quân của Ukraine từ 27 tuổi xuống còn 25 tuổi. Song tới tuần trước, ông Volodymyr Zelensky mới ký phê chuẩn. Sau khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 năm 2022, hàng chục nghìn người Ukraine đã tình nguyện nhập ngũ để bảo vệ quê hương. Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết các công dân Ukraine tình nguyện tham gia chiến đấu đều đã ra tiền tuyến. Phần lớn những người còn lại đang tìm mọi cách để tránh việc phải cầm súng, đặc biệt là trong bối cảnh chiến sự kéo dài sang năm thứ ba mà không có dấu hiệu kết thúc. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang đối mặt với nhiều thách thức trên tiền tuyến và cần bổ sung nhân lực. Tổng thống Volodymyr Zelensky cuối năm ngoái đã tiết lộ rằng quân đội của nước này đã đề xuất huy động thêm 450.000 đến 500.000 quân để có thể duy trì khả năng chống đỡ trong cuộc xung đột. Ngày 10 tháng 3, trong một cuộc phỏng vấn với tập đoàn truyền thông Đức Axel Springer được Politico và các cơ quan truyền thông khác đăng tải, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine năm ngoái rất có thể đã bị thất bại do gián điệp Nga hoạt động ở Kiev, đồng thời hứa hẹn rằng cuộc tấn công tiếp theo sẽ thành công hơn. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, người Nga biết chúng tôi sẽ tấn công vào đâu, lịch sử sẽ cho biết làm thế nào Moscow có thể ngăn chặn các kế hoạch của Kiev. Theo ông, nỗ lực tiếp theo nhằm chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga phải mang lại cho Ukraine một số kết quả mà không đưa ra bất kỳ khung thời gian nào. Ông Zelensky cũng cảnh báo những người phương Tây ủng hộ Ukraine rằng sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu ngừng gửi vũ khí vào thời điểm này. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Zelensky đã thừa nhận rằng Ukraine không có đủ đạn cho các hành động phản công và nước này chỉ có thể giữ vững phòng tuyến bằng cách bù đắp lượng đạn dược thiếu hụt bằng máy bay không người lái. Vào tháng trước, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky, ông Mikhail Podolyak đã mô tả tình hình chiến trường là đình trệ, đổ lỗi cho nguồn cung cấp chậm. Theo Moscow, cuộc phản công được cường địa hóa của Ukraine được tăng cường bởi hàng trăm xe tăng do phương Tây sản xuất và các loại vũ khí khác đã thất bại vào mùa thu năm ngoái, khiến Kiev phải chịu tổn thất nặng nề. Các quan chức Ukraine đã cầu xin thêm viện trợ từ những nước ủng hộ phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Nơi gói viện trợ bổ sung trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Tổng thống Joe Biden cho Kiev đã bị đình trệ tại Quốc hội trong nhiều tháng. Đảng Cộng hòa đã trì hoãn biện pháp này, yêu cầu nỗ lực nhiều hơn để cải thiện an ninh ở biên giới phía nam nước Mỹ. Cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm với Nga đã khiến Ukraine đối diện với nhiều thách thức trong việc kêu gọi nam giới nhập ngũ. Họ cũng phải đối mặt với nguy cơ cạn kiệt nam thanh niên trong tương lai. Theo thống kê, nhóm thanh niên khỏe mạnh dưới 30 tuổi ở Ukraine, trụ cột của một nền quân đội đang ở mức rất thấp. Đó chính là lý do mà Ukraine phải mất rất nhiều thời gian để cân nhắc tới việc giảm tuổi huy động vào quân đội từ 27 xuống 25. Con số 25 thực chất vẫn khá cao nếu so với tiêu chuẩn của hầu hết các quốc gia khác, ví dụ như một số nước bắt đầu cho công dân nhập ngũ ở tuổi 18. Tuy nhiên, tại một số quốc gia có ít nam thanh niên như Ukraine, các động thái liên quan tới chủ đề tuyển quân rất nhạy cảm. Trên thực tế, vấn đề nhân khẩu học của Ukraine đã bị ảnh hưởng từ hàng chục năm trước. Tờ New York Times đưa tin, tác động của Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai đã gây ảnh hưởng tới tình hình nhân khẩu học Ukraine. Trong thời chiến, ít trẻ em được sinh ra hơn, điều này ảnh hưởng tới dân số Ukraine trong các thế hệ kế tiếp. Tới những năm 1990, dấu hiệu của cuộc khủng hoảng nhân khẩu học bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Năm 1991, Liên Xô sụp đổ, tỷ lệ sinh của Ukraine giảm mạnh trong thời điểm kinh tế suy thoái. Tính trung bình, tỷ lệ sinh của phụ nữ Ukraine là 1,9 vào năm 1991, năm Ukraine tuyên bố độc lập, tỷ lệ sinh giảm xuống chỉ còn 1,1 trong thập niên tiếp theo.
Phó Giám đốc Viện Mykhailo Potukha nghiên cứu về nhân khẩu học, ông Alexander Hasdun cho biết, vào những năm 1990, sự không chắc chắn về tương lai bao trùm cuộc sống ở Ukraine khi tiền tiết kiệm biến mất và tiền lương trở nên vô giá trong cuộc sống khủng hoảng kinh tế. Sự không chắc chắn đó ảnh hưởng đến hành vi sinh sản của người dân. Hệ quả là nhóm thanh niên được sinh ra từ thời đó, nay đã 18-27 tuổi, chiếm phần nhỏ trong dân số Ukraine. Tại quốc gia này, đàn ông ở độ tuổi 40 nhiều hơn gấp đôi so với thanh niên ở độ tuổi 20. Giống Ukraine, sau thời điểm Liên Xô sụp đổ, Nga cũng đối mặt với một thập niên tỷ lệ sinh giảm khá mạnh, cũng vì lý do tương tự. Tuy nhiên, trong cuộc chiến hơn 2 năm qua, Ukraine đang chịu áp lực lớn hơn Nga. Dân số Nga đông gấp 4 lần Ukraine, tức là họ vẫn còn nguồn lực về nam giới nhiều hơn so với đối thủ, và tỷ lệ sinh ở Ukraine giảm mạnh hơn nhiều so với Nga, gây ra thách thức lớn về nhân khẩu học. Vì vậy, theo New York Times, việc Ukraine giảm tuổi gọi nhập ngũ xuống 25 có thể được coi là bước đi rủi ro, có thể ảnh hưởng tới tương lai dân số sau này của đất nước. Theo thống kê của chính phủ, Ukraine có 467.000 nam giới ở độ tuổi 25 và 26. Tuy nhiên, không phải tất cả những người này đều đang sống trong nước, vì một số đã ra nước ngoài hoặc sống ở các khu vực mà Nga kiểm soát. Ngoài ra, một nỗi lo khác mà Ukraine phải đối mặt chính là tỷ lệ sinh tiếp tục giảm trong những năm qua. Số trẻ em sinh ra ở nước này giảm gần một nửa từ năm 2021 tới 2023. Một trong những lý do dẫn tới sự sụt giảm này là có khoảng 800.000 phụ nữ Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 34 đã rời đất nước vì chiến sự. Giờ đây, theo New York Times, việc thiếu đi phụ nữ còn tác động mạnh hơn tới cuộc khủng hoảng nhân khẩu học mà Ukraine đang phải đối mặt so với việc gọi thêm thanh niên nhập ngũ. Theo chuyên gia Haladun, tình hình nhân khẩu học ở Ukraine giờ đây sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Bao nhiêu đàn ông sẽ trở về sau cuộc chiến và bao nhiêu phụ nữ sẽ về nước. Nhưng giờ đây Ukraine không còn nhiều lựa chọn ngoài việc gọi thêm thanh niên nhập ngũ nếu họ muốn chiến đấu tới cùng với Nga. Ông Haladun nhấn mạnh, chúng tôi có thể làm gì đây? Chúng tôi đang trong một cuộc chiến. Ngày 11 tháng 4, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã cáo buộc Anh hỗ trợ phần lớn các cuộc tấn công của Ukraine vào bán đảo Crimea và hạm đội Biển Đen. Theo đó, Newsweek đưa tin, trong đoạn video được FSB công bố, một sĩ quan tình báo Nga cho biết FSB thường xuyên nhận được thông tin về sự tham gia của các cơ quan tình báo phương Tây, chủ yếu là Anh, trong việc huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Ukraine. Đại diện FSB cho hay, chúng tôi nhận thấy vai trò giám sát của lực lượng đặc biệt Anh trong phần lớn các hành động phá hoại nhằm vào các tàu của hạm đội Biển Đen của Nga và bán đảo Crimea. Theo FSB, lực lượng Anh đã giúp huấn luyện quân đội Ukraine và cung cấp cho Kiev thiết bị trinh sát cũng như các loại vũ khí và chất nổ mới. FSB không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố của họ về mối liên hệ giữa Anh với các cuộc tấn công của Ukraine. Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng Anh chưa bình luận về cáo buộc này. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Crimea và hạm đội Biển Đen của Nga, gây tổn thất đáng kể cho lực lượng hải quân của Nga hoạt động quanh bán đảo. Ngoài ra, Kiev cũng tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự của Nga ở Crimea, nơi được coi là trung tâm hậu cần để Nga tiếp viện cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Giới chức Ukraine tuyên bố lực lượng của họ đặt mục tiêu phá hủy cầu Crimea nối đất liền Nga với bán đảo trong nửa đầu năm nay. Hệ thống phòng không của Ukraine đã không thể đối phó được với tên lửa tầm xa do thiếu hụt đạn đánh chặn Patriot. Sự thiếu hụt này đã tạo ra lỗ hổng cho phép Nga tiến vào và tập kích các cơ sở hạ tầng năng lượng. Theo đó, ngày 11 tháng 4, giới chức Ukraine cho biết quân đội Nga đã triển khai một loạt vũ khí mới và trang bị, bao gồm oanh tạc cơ chiến lược Tu-95, tiêm kích MiG-31K trang bị tên lửa siêu vượt âm, các hệ thống phòng không S-300 và hàng chục máy bay không người lái UAV Garand 2 để tiến hành không kích miền Bắc, miền Đông và miền Nam của Ukraine. Một số tên lửa mang theo đầu đạn nặng lên đến nửa tấn. Nga đã tiến hành phóng 24 tên lửa hành trình dòng KH, 6 tên lửa siêu vượt âm Kinza, 12 tên lửa S-300 và 40 UAV Garand. Chiến thuật mới của Nga đang thể hiện sự kết hợp các loại tên lửa và UAV cùng một lúc nhằm gia tăng áp lực và làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine. Phòng không Ukraine đã tuyên bố bắn hạ hoặc làm chệch hướng được 20 tên lửa hành trình cùng 39 UAV của Nga. Tuy nhiên, họ không thể ngăn chặn một số mục tiêu dẫn đến các hạ tầng quan trọng bị đánh trúng. Trong số đó, nhà máy điện Tripinska có công suất lên đến 1.800 MW và là cơ sở năng lượng lớn nhất trong khu vực tỉnh Kiev đã gần như bị phá hủy hoàn toàn sau đòn tập kích này. Ukraine đã xây dựng một lưới phòng không đa tầng, kết hợp giữa các loại tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung theo chuẩn NATO, cùng với các tổ hợp phòng không từ thời Liên Xô nhằm đối phó với tên lửa hành trình của Nga. Ở tầm thấp, các hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard của Đức đã được viện trợ, cùng với một số xe tải mang theo pháo phòng không cơ động
đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đối phó với UAV của Nga. Tuy nhiên, mạng lưới này đã bộc lộ một số lỗ hổng, như dữ liệu về vụ không kích ngày 11 tháng 4 mà Ukraine công bố cho thấy toàn bộ 6 tên lửa siêu vượt âm Kinza của Nga đều đánh trúng mục tiêu. 3 tiêm kích MiG-31K Nga sau khi phóng tên lửa đều đã quay về căn cứ an toàn. Nhiều kênh Telegram của Nga đã công bố video cho thấy ít nhất 2 tên lửa, có vẻ là mẫu KH-69, đã đánh trúng nhà máy nhiệt điện Tripolskaya. Truyền thông Ukraine đưa tin toàn bộ 12 tên lửa S-300 của Nga đã bay với tốc độ vượt quá khả năng đánh chặn của bất kỳ loại tên lửa phòng không nào, dẫn đến việc Kiev không thể ngăn chặn chúng. 10 quả tên lửa trong số này đánh trúng hạ tầng điện lưới ở Kiev, khiến hơn 300.000 hộ mất điện và buộc hệ thống tàu điện ngầm của thành phố phải dừng hoạt động. Hệ thống phòng không duy nhất mà Ukraine sở hữu có khả năng đối phó với tên lửa siêu vượt âm Kinza hoặc tên lửa đạn đạo của Nga là hệ thống Patriot do Mỹ chế tạo. Tuy nhiên, việc toàn bộ nguồn cung vũ khí từ Mỹ bị đình trệ từ tháng 12 năm 2023 đã gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn tên lửa Patriot cho Ukraine. Ngày 11 tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói, Nga lại nhắm mục tiêu vào hạ tầng quan trọng. Thành phố Kharkov và tỉnh cùng tên bị tập kích tên lửa. Các cơ sở ở những tỉnh như Kiev, Zaporizhia, Odessa và Lviv cũng bị nhắm mục tiêu. Chúng tôi cần phòng không và những hỗ trợ phòng thủ khác, thay vì phương Tây nhắm mắt làm ngơ và thảo luận kéo dài. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói ông cảm thấy mệt mỏi khi cố gắng thuyết phục đồng minh chuyển thêm cho nước này một số tổ hợp Patriot để bảo vệ không phận. Ông nói, những biện pháp ngoại giao tử tế và thầm lặng không có tác dụng. Chúng tôi đã thử mọi cách và dường như không có gì hiệu quả. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ ngày 10 tháng 4, vài giờ trước khi Nga phóng tên lửa và UAV tập kích Ukraine, trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Celeste Wallander và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Châu Âu của quân đội Mỹ Đại tướng Christopher Cavoli đã nhấn mạnh rằng Mỹ đang nỗ lực rất nhiều để hỗ trợ năng lực phòng thủ của Ukraine. Tướng Cavoli và bà Wallander đã nhấn mạnh rằng Mỹ cần phải làm nhiều hơn nữa, bao gồm việc giúp Ukraine nâng cao khả năng phòng thủ trước các trận tập kích của Nga. Phần lớn các nghị sĩ Mỹ đều đồng ý với quan điểm này. Tuy nhiên, nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, ông Matthew Gaetz, đã đặt câu hỏi liệu việc hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine có phải là một quyết định khôn ngoan hay không, đặc biệt khi xem xét rằng Ukraine có thể không bao giờ giành lại được vùng Donbass và bán đảo Crimea như mục tiêu họ đã đề ra. Ông Gaetz cảnh báo rằng việc tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ đẩy Mỹ vào một cuộc xung đột mới không có hồi kết. Các quan chức chính quyền Mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng nước này không có ý định triển khai quân đến Ukraine tham chiến. Tướng Cavoli nói rằng binh sĩ Ukraine chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc bảo vệ đất nước của họ, nhưng họ cần được trang bị với vũ khí hiện đại. Nghị sĩ Gaetz đưa ra bình luận rằng việc chuyển giao tiêm kích F-16 tới Ukraine là một ví dụ cho thấy viện trợ quân sự lãng phí và không hiệu quả mà Mỹ dành cho nước này. Liên minh các quốc gia bao gồm Anh, Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Romania đang lên kế hoạch chuyển giao 42 tiêm kích F-16 tới Ukraine, cùng với việc huấn luyện phi công và kỹ thuật viên cho nước này. Tuy nhiên, dự kiến số lượng tiêm kích này chỉ có thể đến Ukraine vào cuối năm nay và được đánh giá là khó có thể thay đổi được tình hình chiến trường tại Kiev. Nhằm đáp ứng yêu cầu về đạn pháo chính xác ở chiến trường Ukraine, Nga đã tăng sản lượng đạn pháo có điều khiển 152mm Krasnopol lên gấp 20 lần so với trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Bước phát triển này không chỉ là về số lượng mà còn về những tiến bộ trong đặc tính của đạn dược. Thông tin này đã được công bố trong một chương trình có tựa đề Military Reception được phát sóng trên kênh truyền hình Zvezda. Để làm rõ vấn đề này, Tổng Giám đốc của công ty High Precision Composite Holding, ông Oleg Ryazantsev đã chia sẻ rằng, trong thời gian quân đội Nga tham gia các hoạt động quân sự, ngành công nghiệp của đất nước đã đạt được thành công trong việc tăng sản lượng đạn Krasnopol lên gấp 20 lần. Được thiết kế để bắn hạ các mục tiêu kiên cố chỉ với một đòn tấn công, đạn Krasnopol 152mm là một loại đạn pháo dẫn đường có độ chính xác rất cao. Độ chính xác của đạn được đảm bảo nhờ các thiết bị điều khiển khí động học, giúp điều hướng viên đạn trong phần cuối của chuyến bay và căn chỉnh dựa trên dấu laser của mục tiêu đã định trước. Đáng chú ý, quân đội Nga đang triển khai rộng rãi loại đạn dẫn đường Krasnopol trong chiến dịch quân sự. Việc chiếu sáng và chỉ thị mục tiêu cho những quả đạn này được thực hiện thông qua các thiết bị chỉ định mục tiêu trên mặt đất và máy bay không người lái như Orlan 30. Hiện tại, các lực lượng Nga đang được trang bị đạn pháo Krasnopol M2, là một phiên bản hiện đại hóa của loại đạn này, sản phẩm của Cục Thiết kế Quân khí. Theo các chuyên gia quân sự, quân đội Nga đã tăng cường việc sử dụng loại đạn đặc biệt này, đặc biệt là trong quân khu phía Bắc. Sự gia tăng này được cho là do các nhà máy Nga đã tăng tốc độ sản xuất lên đáng kể. Krasnopol M2 được thiết kế để bắn từ một khẩu pháo tiêu chuẩn. Viên đạn có thể thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu nhờ được trang bị thiết bị dẫn đường, GPS và laser. Quá trình bắt đầu bao gồm việc nạp đạn vào nòng pháo
và bắn nó theo hướng của mục tiêu. Bộ thu GPS tích hợp trong đầu đạn sẽ hỗ trợ điều hướng tới mục tiêu đã định. Khi đạn pháo đến gần mục tiêu, hệ thống dẫn đường bằng laser sẽ thay thế bộ thu GPS để điều khiển hướng đi. Mục tiêu sẽ được chiếu sáng bằng tia laser và cảm biến tích hợp trong đầu đạn sẽ thu giữ ánh sáng này, điều chỉnh quỹ đạo để xác định chính xác nguồn ánh sáng. Hệ thống Krasnopol M2 được tăng cường hơn nữa nhờ tính năng cầu chỉ gần. Khi quả đạn đến gần đích, tính năng này sẽ kích nổ đầu đạn. Krasnopol M2 hiện đại hóa được trang bị cầu chỉ tiên tiến, có khả năng kích hoạt các chế độ nổ trên không, tác động trực tiếp hoặc kích nổ chậm. Tính năng này cho phép lực lượng pháo binh tùy chỉnh chế độ tấn công của đầu đạn để phù hợp với tính chất của mục tiêu. Nhờ vào sự dẫn đường chính xác của hệ thống, các cuộc tấn công có thể được thực hiện với độ chính xác cao ở khoảng cách lên đến 20 km. Điều này giúp giảm thiệt hại phụ và tối đa hóa hiệu quả của lực lượng pháo binh. Nhà khoa học chính trị có uy tín tại tổ chức Grand Corporation, tiến sĩ Andrew Radin cho biết, đạn pháo Krasnopol M2 được xem là một tiến bộ vượt bậc trong công nghệ pháo binh của Nga. Ông khẳng định thêm rằng, cải tiến này được thiết kế rõ ràng là nhằm đáp ứng nhu cầu của xung đột đường đại. Người đứng đầu chương trình nghiên cứu tại tập đoàn CNA, ông Michael Kopman chia sẻ, sự tiên tiến trong công nghệ pháo binh của Nga được thể hiện rõ ràng ở Krasnopol M2. Đây có thể là sự bổ sung mang tính thay đổi cuộc chơi cho bất kỳ kịch bản xung đột nào trong tương lai. Một ý kiến bình luận khác do nhà khoa học chính trị cấp cao tại tổ chức Grand Corporation Samuel Tarak đưa ra. Krasnopol M2 đại diện cho sự tiến bộ vượt trội của pháo binh Nga, cả về tầm bắn và độ chính xác. Điều này thể hiện rõ ràng quyết tâm của Nga trong việc duy trì vị trí dẫn đầu về công nghệ quân sự. Vào tháng 11 năm ngoái, công ty quốc phòng Rostec của Nga đã tuyên bố về việc nâng cấp đạn pháo Krasnopol M2, nhưng họ từ chối chia sẻ thông tin cụ thể về việc này. Trong nỗ lực làm sáng tỏ những diễn biến này, nhà phân tích quốc phòng và biên tập viên của tạp chí Arsenal of the Fatherland, ông Alexei Lenkov đã dự đoán những cải tiến có thể thực hiện được đối với loại đạn này. Theo chuyên gia Lenkov, phiên bản nâng cấp của Krasnopol có thể được thiết kế để nâng cao khả năng nhắm mục tiêu vào các mục tiêu di động. Hiện nay trên thế giới có nhiều quốc gia đang sử dụng đạn pháo 152mm. Các quốc gia này không chỉ là những đối tác tiềm năng trong việc nhập khẩu đạn Krasnopol M2, mà còn được sản xuất loại đạn này theo giấy phép được mua. Ví dụ điển hình là Belarus, đồng minh quan trọng của Nga được xác nhận đang sở hữu số lượng đạn pháo 152mm trong kho vũ khí của mình. Đạn pháo Krasnopol hiện đang được sử dụng phổ biến ở Nga, Trung Quốc, Hy Lạp, Ấn Độ và Syria. Bản thân Hy Lạp không sử dụng đạn Krasnopol, nhưng lực lượng vũ trang nước này đang triển khai 12 khẩu pháo tự hành M2000G Zuzana cỡ nòng 152mm trên lãnh thổ quốc đảo Sip. Trong một bài đăng trên Telegram mới đây, cựu giám đốc cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Dmitry Rogozin cho biết các UAV hạng nặng của Ukraine hoạt động song song với máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất FPV khét tiếng của Kiev đang tỏ ra cực kỳ nguy hiểm đối với lực lượng Nga trên chiến trường. Theo Newsweek, ông Rogozin cho hay Ukraine đang kết hợp các UAV tấn công hạng nặng cỡ lớn được gọi là UAV Papazaga với các UAV FPV. Chúng bay theo cặp vào ban đêm để tạo thành một phi đội UAV. Ông Rogozin nói, bầu trời đêm phía trên Ukraine đầy dãy UAV của Kiev, đồng thời cho biết thêm rằng Papazaga cực kỳ nguy hiểm đối với quân đội Nga. Chuyên gia phân tích của tổ chức nghiên cứu CNA Mỹ Samuel Bennett nói rằng Papazaga là loại UAV cỡ lớn, đa năng của Ukraine, thường được thiết kế dưới dạng máy bay 4 cánh, máy bay 6 cánh và máy bay trực thăng. Trong khi đó, UAV FPV cũng nhanh chóng trở thành biểu tượng cho những nỗ lực của Ukraine trong việc chế tạo UAV. FPV có thể được sử dụng để ghi lại các video chiến trường để kịch tính, khi các UAV khác lao về phía các phương tiện của Nga trước khi phát nổ hoặc được sử dụng làm công cụ trinh sát để hướng dẫn các cuộc tấn công bằng pháo binh. Ông Rogozin thừa nhận, UAV Papazaga của Ukraine có thể bay với tốc độ khoảng 60 km/h, nhưng FPV linh hoạt và nhanh hơn. Cuộc xung đột kéo dài hơn 25 tháng ở Ukraine đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của các loại UAV và Kiev đã có nhiều đổi mới trong việc sử dụng công nghệ không người lái trên không, trên bộ và dưới nước. Cả hai bên tham chiến không ngừng cố gắng giành lợi thế trong cuộc chiến UAV, đổ nguồn lực phát triển, sản xuất hàng loạt và triển khai nhiều loại UAV. Moscow và Kiev được cho là đã tiêu diệt hàng trăm UAV mỗi ngày. Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của Kiev, người đứng đầu các nỗ lực sử dụng UAV của Ukraine để chống lại Nga, ông Mikhail Fedorov từng tuyên bố với Newsweek rằng đôi khi những chiếc FPV hoạt động hiệu quả hơn cả pháo binh. Tuy nhiên, UAV hạng nặng Papazaga hoạt động tốt hơn trong bóng tối. Trao đổi với Newsweek, ông Bennett cho biết việc phòng thủ trước các UAV vào ban đêm khó khăn hơn nhiều, đồng thời cho biết thêm rằng Nga chưa có UAV tương đương có thể mang cùng loại vũ khí vào ban đêm.
Kích thước của Baba Yaga có nghĩa là chúng có thể mang theo lượng lớn đạn dược đe dọa lực lượng Nga. Ông Bennett nhấn mạnh, chúng tôi biết người Nga đang cố gắng chế tạo một chiếc UAV tương đương với chiếc UAV này, nhưng người Ukraine đã là chuyên gia điều khiển những chiếc UAV như vậy. Ông nói thêm rằng, việc phối hợp một UAV hạng nhẹ để tấn công mục tiêu trước khi Baba Yaga thả chất nổ là một chiến thuật mới hiệu quả của Ukraine trong cuộc chiến này. Hồi đầu tháng này, Nga đã thẳng tay tịch thu tài sản của công ty cổ phần nông nghiệp Agutera Group trong một đợt leo thang đáng kể các biện pháp trả đũa chống lại các quốc gia không thân thiện trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Theo đó, động thái này của Nga được công bố không chỉ tác động mạnh tới kinh tế Hà Lan mà đã gây chấn động lĩnh vực nông nghiệp, thậm chí có thể ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về an ninh lương thực và quan hệ thương mại quốc tế. Sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin đã đặt các công ty con thuộc tập đoàn nông nghiệp Arotera của Hà Lan là Arotera Investment PV và Arotera Holding PV dưới sự quản lý tạm thời của Rosimuschevo, cơ quan quản lý tài sản Liên bang Nga. Hành động quyết đoán này diễn ra sau một loạt vụ tịch thu tài sản tương tự nhắm vào các công ty phương Tây, nhằm trả đũa đòn tấn công chống lại các công ty Nga ở nước ngoài, bao gồm nhà sản xuất bia đa quốc gia Carlsberg Đan Mạch, gã khổng lồ sữa Danone Pháp, công ty năng lượng Fortum Phần Lan, công ty năng lượng đa quốc gia Uniper Đức, những công ty đang tìm cách thoái vốn hoạt động tại Nga để đối phó với cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Arotera được thành lập vào năm 2008 là công ty lớn trong ngành nông nghiệp, chuyên sản xuất và cung cấp các mặt hàng như đậu nành, lúa mì và củ cải đường. Công ty được công nhận là một trong 20 chủ sở hữu đất nông nghiệp lớn nhất ở Nga, với diện tích canh tác khoảng 265.000 ha, 654.829 mẫu anh tính đến tháng 5 năm 2023. Trong bối cảnh thông tin vẫn còn thiếu rõ ràng, nguồn tin từ công ty Arotera đã đảm bảo rằng họ vẫn tiếp tục hoạt động bình thường và trọng tâm chính là chiến dịch gieo hạt đang diễn ra. Hiện tại, tác động của sắc lệnh đối với hoạt động của Arotera vẫn chưa chắc chắn. Người phát ngôn của công ty Arotera cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa nhận được thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần trong phạm vi vốn ủy quyền của tập đoàn Arotera sang quyền quản lý tạm thời của Rosimuschevo. Tuy nhiên, động thái này của Nga được giới quan sát quốc tế nhận định là một phần trong xu hướng quyết liệt hơn của Moscow nhằm vào các tài sản thuộc sở hữu nước ngoài để trả đũa tầng tầng lớp lớp các lệnh trừng phạt và nhiều biện pháp hạn chế khác chống lại các công ty và doanh nhân Nga ở nước ngoài. Trước đó, hồi tháng 4 năm 2023, Tổng thống Putin đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép Nga tiếp quản bất động sản, chứng khoán, quyền tài sản và các tài sản khác từ các công ty nước ngoài có quan hệ với các quốc gia không thân thiện. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích, tác động sâu rộng của hành động này đã vượt ra ngoài khu vực ảnh hưởng là các công ty bị và các cổ đông của họ. Chúng có thể gây ra mối đe dọa cho chuỗi cung ứng nông nghiệp toàn cầu, có khả năng làm gián đoạn hoạt động sản xuất và xuất khẩu lương thực. Hơn nữa, động thái này bị lo ngại có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây, làm phức tạp thêm các nỗ lực giải quyết xung đột ở Ukraine và ổn định quan hệ quốc tế. Chẳng hạn, đối với trường hợp Hà Lan, sắc lệnh tịch thu tài sản của Arotera Group chắc chắn sẽ tác động xấu tới kinh tế Hà Lan nói chung. Ngoài ra, việc một tập đoàn lớn bị dính đòn trả đũa có thể tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực, gây lo ngại cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp khác của nước này đang hoạt động tại Nga hoặc có mối quan hệ thương mại với Moscow, đồng thời làm tăng sự bất ổn chính trị và kinh tế giữa hai nước. Ngày 10 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Thương mại Hà Lan Geoffrey van Leeuwen cho biết Amsterdam sẽ phải làm quen với một thực tế mới, đó là trả giá đắt cho an ninh của chính mình, bởi thời mà phương Tây có thể trông cậy vào Washington đã qua. Ông Leeuwen khẳng định Nga là đối thủ địa chính trị của phương Tây và Hà Lan cần sự cứng rắn, nếu không sẽ khó bảo vệ lợi ích của mình trên thế giới. Ngoài ra, theo giới phân tích quốc tế, động thái mới nhất của Moscow nhắm vào công ty của Hà Lan, quốc gia mới đây vừa công bố kế hoạch đưa một đơn vị tên lửa Patriot tới Litva, khu vực giáp ranh vùng Kaliningrad của Nga. Ngày 11 tháng 4, trong lễ khánh thành đại sứ quán ở thủ đô kinh tế Abidjan của bờ biển Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Maxim Suk cho biết, nước này vừa đặt đại sứ quán ở bờ biển Nga, Cộng hòa Dân chủ Congo và chuẩn bị mở thêm loạt cơ sở ngoại giao tại châu Phi. Trong buổi lễ, ông Suk nói, trang mới rực rỡ đang được viết lên trong lịch sử mối quan hệ giữa Ukraine với châu Phi và giữa Ukraine với bờ biển Nga. Cơ sở này được khánh thành một ngày sau khi Ukraine mở đại sứ quán ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo ông Suk, các đại sứ quán mới là kết quả từ chỉ thị của Tổng thống Volodymyr Zelensky nhằm mở rộng sự hiện diện ngoại giao của Ukraine ở châu Phi. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, Ukraine cũng đang có kế hoạch mở thêm một số cơ sở ngoại giao ở châu Phi để tăng cường sự ủng hộ trong bối cảnh chiến sự với Nga đã kéo dài hơn 2 năm.
Trong những tuần tới, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine dự kiến sẽ đến thăm Ghana, Mozambique, Botswana và Rwanda để khánh thành đại sứ quán tại đây. Ông Suk nói, cuộc chiến chưa rõ bao giờ mới kết thúc, nhưng giá lương thực tăng khủng khiếp đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu gia đình ở châu Phi. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine cảm ơn bờ biển Nga vì đã ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đặc biệt, bằng việc bỏ phiếu ủng hộ các nghị quyết quan trọng tại Liên Hợp Quốc từ khi chiến sự bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Giới chuyên gia nhận định, Kiev đang nỗ lực mở rộng hiện diện ở châu Phi để chống lại ảnh hưởng của Moscow ở khu vực này. Nga từng ít đầu tư vào châu Phi, nhưng giờ dường như muốn tăng cường ảnh hưởng ở đây để tìm kiếm thêm đồng minh giữa xung đột Ukraine. Tập đoàn an ninh quân sự Nga Wagner đã ký hợp đồng bảo đảm an ninh với một số nước châu Phi như Sudan và Mali.